Xin chào tất cả các em học sinh. Thầy xin giới thiệu, thầy tên Trần Minh Nghĩa, giáo viên lịch sử trường Trung học Phổ thông Thạnh Hóa, Long An. Thì rất là vui khi được đồng hành cùng với các em trong cái buổi giờ học lịch sử ngày hôm nay. Thì trong giờ học này, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những cái nội dung cơ bản của chủ đề lịch sử Việt Nam từ năm 1973 đến năm 1975. Thì trước tiên, thầy mời các em cùng tham gia một cái hoạt động sau. Thì các em nhìn lên màn hình và các em quan sát các bức ảnh để rồi trả lời những cái câu hỏi tương ứng. Từ đó các em sẽ hình dung được những nội dung chúng ta cần tìm hiểu trong cái chủ đề này là gì. Thì thầy mời các em quan sát. Thì đầu tiên, các em nhìn màn hình và các em cho thầy biết tượng đài ghi công chiến thắng nào của quân dân miền Nam đầu năm 1975? Câu trả lời là chiến thắng Phước Long. Hình ảnh trên nói về sự kiện chính trị nào đánh dấu quyết tâm giải phóng miền Nam của Đảng? Đó chính là Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng mở rộng cuối năm 1974, đầu năm 1975. Thì ở cái bức hình này thì trước tiên thầy mời các em nghe một đoạn nhạc. Như vậy thì ca khúc trên nhắc đến sự kiện lịch sử trọng đại nào của dân tộc ta? Đó chính là chiến dịch giải phóng Sài Gòn xuân năm 1975. Hình ảnh trên là di tích lịch sử nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Đáp án của chúng ta đây chính là Dinh Độc Lập, nơi ghi dấu ấn lịch sử trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Với những hình ảnh trên, các em cũng hình dung được nội dung của chủ đề lịch sử Việt Nam từ năm 1973 đến năm 1975 gồm có hai phần. Thứ nhất, hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. Thứ hai, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Thì sau khi tìm hiểu chủ đề, các em cần đạt các mục tiêu sau. Một là giải thích được điều kiện thời cơ mới để đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hai là nêu được nội dung của Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng mở rộng cuối năm 1974, đầu năm 1975. Ba là biết được những nét chính về diễn biến, kết quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Và bốn là phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nội dung thứ nhất của chủ đề. Một là mã. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. Một nhỏ, đó là hoàn cảnh lịch sử. Thì sau Hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã tìm mọi cách phá hoại Hiệp định nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Trước tình hình đó, tháng 7 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21. Hội nghị đã xác định kẻ thù Đế quốc Mỹ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, nhiệm vụ tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
và con đường cách mạng bạo lực. Chủ trương giữ vững chiến lược tiến công, đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao. Ý nghĩa của hội nghị: kịp thời xác định những nội dung cơ bản cho cách mạng miền Nam trong thời kỳ mới. Thì thực hiện nghị quyết của hội nghị lần thứ 21, quân dân miền Nam vừa kiên quyết đánh trả, vừa chủ động tấn công địch ở nhiều nơi, giành nhiều thắng lợi. Tiêu biểu là chiến dịch đường 14 Phước Long từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975 đã giải phóng được đường số 14 và toàn tỉnh Phước Long. Với chiến thắng này cho thấy lực lượng của ta lớn mạnh, có khả năng thắng lớn. Quân đội Sài Gòn không thể chiếm lại được Phước Long, cho thấy sự suy yếu và bất lực của họ. Mỹ phản ứng yếu ớt, chủ yếu là đe dọa từ xa, cho thấy khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mỹ ở miền Nam rất hạn chế. Chiến dịch đánh đường 14 Phước Long là trận đánh ta thăm dò khả năng của kẻ thù, nên được xem là một trận trinh sát chiến lược. Chúng ta sang phần thứ hai nhỏ là chủ trương của đảng. Thì trong khi Bộ Chính trị đang họp để đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì tin chiến thắng ở Phước Long đã bay về, đã giúp cho Bộ Chính trị củng cố hơn nữa quyết tâm đề ra chủ trương kế hoạch này. Thì từ sau chiến thắng Phước Long, Bộ Chính trị khẳng định tương quan so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. Và đó chính là điều kiện thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam. Như vậy thì chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam được đề ra như thế nào? Thì thầy mời các em xem đoạn video clip sau đây. Tháng 10 và tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị đã hai lần mở hội nghị quan trọng chuyên đề về miền Nam. Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược, mở một cuộc tổng tấn công và nổi dậy, một trận quyết chiến chiến lược quy mô lớn trên toàn chiến trường miền Nam trong hai năm 1975-1976. Bộ Chính trị còn có dự kiến và chủ trương, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Như vậy, đoạn phim trên cho biết chủ trương của Bộ Chính trị là: Bộ Chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân. Vậy chủ trương này được thực hiện như thế nào? Thầy mời các em tìm hiểu nội dung ba nhỏ, đó là diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch lớn, đó là chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do nội dung tinh giản mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chúng ta chỉ tìm hiểu hai chiến dịch, đó là chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì trước tiên về chiến dịch Tây Nguyên, thì mời các em xem cái lược đồ. Các em nhìn trên lược đồ và các em thấy đây là cái Tây Nguyên. Chúng ta xác định Tây Nguyên cái vùng màu đỏ để các em dễ phân biệt. Thì chúng ta thấy rằng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ. Do nhận định sai, hướng tiến công của ta
nên địch chốt giữ ở đây một lực lượng tương đối mỏng, bố phòng sơ hở. Vì vậy, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975. Vì diễn biến của chiến dịch Tây Nguyên, ngày 4 tháng 3, chúng ta đánh Nghi Binh ở Kon Tum và Lê Cưu. Ngày 10 tháng 3, ta đánh trận mở màn then chốt và giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột. Đến ngày 24 tháng 3, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. Như vậy thì về chiến dịch Tây Nguyên, các em lưu ý cho thầy ba cái mốc sự kiện sau. Đó là ngày 4 tháng 3, ta đánh Nghi Binh ở Pleiku, Kon Tum. Ngày 10 tháng 3, ta tấn công trận mở màn then chốt vào Buôn Ma Thuột. Ngày 24 tháng 3, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi có ý nghĩa như thế nào? Thì về ý nghĩa, thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới, từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Chúng ta tìm hiểu chiến dịch tiếp theo, đó là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Quế Đà Nẵng, Bộ Chính trị nhận định thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Từ đó đi đến quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa, tháng 5 năm 1975. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì quyết tâm giải phóng miền Nam còn được thể hiện rõ hơn qua bức mật lệnh 157 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các đơn vị giải phóng với nội dung: thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Thì để biết chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra như thế nào, thì thầy mời các em xem đoạn clip sau. Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch đợt 3 bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 1975. Đây là chiến dịch cuối cùng, chiến dịch tổng công kích mà hướng tập trung là tiến vào giải phóng Sài Gòn. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mở màn trận tấn công đợt 3 liên tục trong hơn 1 giờ vào các căn cứ quân sự của địch ở Đồng Dù, Bến Lức, Long Thành, trận địa pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa ở thành Tuy Hạ, sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ mọi ngã đường các cánh quân giải phóng đang rầm rập tiến vào Sài Gòn. Đội hình xe tăng của đại đội 4 tiến thẳng về hướng Dinh Độc. Khi đó, xe tăng 843 dẫn đầu đội hình tiến công lao vào cổng phụ của Dinh và bị kẹt. Chiếc tăng 390 đi sau lập tức xông lên, húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận từ xe 843 nhảy ra, chạy lên nóc dinh hạ cờ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Lúc đó là 11:30. Thì qua đoạn clip trên, các em chú ý cho thầy ba sự kiện. Đó là 17 giờ ngày 26 tháng 4, năm cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. Mười giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn. Mười một giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch toàn thắng. Thắng lợi này đã có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của chiến dịch Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh còn lại ở miền Nam tấn công và nổi dậy theo phương thức xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh. Chúng ta sang phần bốn nhỏ, kết quả. Ngày 2 tháng 5 năm 1975,
Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng. Chính quyền Sài Gòn đã sụp đổ. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất về mặt lãnh thổ. Chúng ta sang phần 2 La Mã. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Thì về nguyên nhân thắng lợi, bao gồm hai nguyên nhân, đó là chủ quan và khách quan. Thì trước tiên, nguyên nhân chủ quan. Thứ nhất là do sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Hậu phương miền Bắc lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu cuộc chiến đấu của cả nước. Về nguyên nhân khách quan là tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa đối với dân tộc, kết thúc 21 năm chống Mỹ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Mở ra kỷ nguyên mới, đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa đối với thế giới, tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mỹ và thế giới. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. Thì với những ý nghĩa to lớn như trên, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã được Đại hội Toàn quốc lần thứ tư của đảng nhận định. Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta, một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung chính của chủ đề hôm nay. Để củng cố lại kiến thức đã học, thầy mời các em cùng làm các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? A. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. Đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Paris. C. Xây dựng và củng cố vùng giải phóng. D. Thực hiện triệt để người cày có ruộng. Với câu hỏi này, các em xem lại phần nội dung của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21, các em sẽ chọn được đáp án đúng là A. Câu 2. Chiến dịch đường 14 Phước Long không chứng tỏ điều gì dưới đây? A. Quân giải phóng miền Nam đã thực sự lớn mạnh. B. Sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn. C. Mỹ có thêm điều kiện để tiếp tục chiến tranh ở miền Nam. D. Khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mỹ rất hạn chế. Câu hỏi này, các em xem lại phần ý nghĩa của chiến dịch đánh đường 14 Phước Long, các em sẽ chọn được đáp án đúng, đó là C. Câu 3. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975,
thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Nội dung này được phản ánh trong hội nghị nào dưới đây? A. Hội nghị Bộ Chính trị họp mở rộng từ cuối năm 1974 đến đầu năm 1975. B. Hội nghị Bộ Chính trị họp từ cuối năm 1974 đến đầu năm 1975. C. Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 7 năm 1973. D. Hội nghị của Bộ Chính trị sau chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Câu này các em xem lại những nội dung cuộc họp mở rộng của Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, các em sẽ chọn được đáp án đúng, đó là A. Câu số 4. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng, quốc tế to lớn, có tính thời đại sâu sắc? A. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. B. Trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Câu hỏi này các em xem lại phần ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thấy rằng đáp án đúng đó là C. Thì thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong phần kiến thức cơ bản của chủ đề và vận dụng những kiến thức để làm một số bài tập trắc nghiệm. Sau giờ học này, các em tiếp tục vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi sách giáo khoa, làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên dạy ở trường và đọc trước bài 24, bài 26 của sách giáo khoa để chuẩn bị cho chủ đề sau, Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Chúc các em luôn vui, khỏe, học tốt để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới. Mến chào các em.